Welcome to Oslo, Norway. Welcome to Oslo, Norway. Xin chào các bạn. Hôm nay Việt Thẩm giới thiệu đến các bạn một cái buổi sinh hoạt của người Việt Nam ở tại Maui. Và đây cũng là những nét độc đáo nha. Một cái gian hàng rất nhỏ. Nếu gọi nhà hàng thì phải nhà hàng. Nó không phải là một cái căn tin, mà cái chỗ là takeaway, một chỗ fast food, nhưng vẫn có thể ngồi ăn tại chỗ được. Và đặc biệt cái nơi này là chuyên bán những thức ăn cho những công nhân ở khu vực chung quanh đây, thấy không? Đó, toàn là hãng xưởng không. Cho nên bán theo giờ giấc của công nhân. Cứ là công nhân sáng vừa làm mình bán, khi nào công nhân nghỉ là mình nghỉ theo. Rồi ngày thứ bảy chủ nhật công nhân không làm thì mình nghỉ, mình cũng không làm. Nhà hàng gì sớm vậy, bán lợi thường mà thứ bảy chủ nhật không bán. Rồi cái tiền thu hoạch mỗi tháng đến cả 10.000 đô la. Rất là ngon lành. Và đặc biệt cái nữa đó, thì Thảo muốn giới thiệu không phải chỉ vì sinh hoạt của người Việt Nam, mà đặc biệt là cái chỗ bán thức ăn này của cô Anh Đào là người đã bảo trợ cho Việt Thảo trong việc mua vé máy bay để Việt Thảo qua Maui lần này, để giúp cho các chùa trong việc gây quỹ xây dựng chùa, và đặc biệt để thực hiện những video về phóng sự tài liệu của người Việt Nam tại Maui. Một phần để cảm ơn, và cũng là một phần những nét độc đáo sinh hoạt của người Việt Nam ở tại Maui này nha. Đó, cái chỗ này xe đậu vô nè, khi vô đó coi người ta đi mua thức ăn giống vậy đó, đến mua thức ăn rồi mua xong rồi có thể ngồi ăn tại chỗ, hoặc lên trong xe ngồi, hoặc chạy đi. Bây giờ mình vô coi cổ bán cái gì nha. Thấy tàu bánh mì không à? Thấy một tàu bánh mì mà, bánh mì không à? Hello gái. Hi. Ê, đây là ai, là con của anh Đào phải không? Dạ. Tên gì, con tên gì? Con tên Lisa. Lisa, mẹ đâu? Mẹ ở đây. À, đâu, anh Đào đâu? Hello anh Đào. Hi. Cảm ơn em. Dạ. Thứ nhất cảm ơn em đã bảo trợ với mấy bài đến qua đây đang làm tài liệu cũng như giúp chùa. Dạ. Yeah. Ê, đây là con anh Đào nè, chủ nhân anh Đào. À, anh ăn được cái gì? Anh muốn ăn gì anh ăn, tự chọn. Bây giờ đó, anh đi vô trong được không? Vô trong được không? Dạ được. Vô trong, đi vô trong, vô trong nhà bếp luôn. Vô trong nhà bếp luôn. Thế còn ai đây? Ai đây, đây là ai? Dạ con tên Thuận đi. Tên gì? Thuận đi. Tony, Tony là con của cô anh Đào. Dạ. Yeah. Yeah. Ê, anh Đào có mấy chục đứa con đây? Dạ, tôi có 30. Ok. Ok anh. Yeah. Ok. Wow, nhỏ như vậy đó hả? Dạ. Yeah. Cái chỗ này mình có được bao lâu rồi? 9 năm rồi. 9 năm? Yeah. 9 năm mà mỗi một tháng em thu hoạch được bao nhiêu? Mỗi một tháng thu hoạch được 10.000. Chi phí là còn 10.000. Chi phí rồi còn 10.000. Dạ. Rồi chưa? Sau khi trừ chi phí rồi còn 10.000 euro hay đô la? Đô la. Wow, chi phí thu rồi nha, trừ hết chi phí rồi mỗi tháng được 10.000. Như vậy là một năm nó được 120.000. Dạ. Đúng không? Dạ. Một năm được 120.000 mà bán được 10 năm qua rồi có 1.200.000 à? Dạ. Thu hoạch 1.200.000 ha, nhưng mà xài hết 1.800.000 rồi. Dạ. Okay. Mình bây giờ con gỡ nhiều không? Mình có vô mình, có, dạ. mình mới chi ra. Không thì bây giờ đó, bây giờ thì tất cả fan của Việt Thảo trên toàn thế giới mới thấy được là khi đi làm tài liệu hay thực hiện như thế này đó, ví dụ từ bên Mỹ mà bay qua tới Maui phải tốn cái tiền vé máy bay hơn 1.000 đô la nha. Thì bây giờ cái này ai bỏ ra bây giờ? Phải không? Phải có người tài trợ hay người bảo trợ. Còn nếu không thì mình phải bỏ tiền túi mình bỏ không được thì mình không đi. Cho nên anh Đào là người đã đưa ra ý kiến là anh Việt Thảo đi qua bên này giúp cho chùa, gây quỹ cho chùa, và đồng thời sẵn dịp thực hiện những tài liệu ở đây. Thì Việt Thảo muốn giới thiệu đây là anh Đào là cái người đã tạo được cái dịp, cái cơ hội để cho Việt Thảo có dịp đặng mà đưa hình ảnh của người Việt Nam ở tại Long Nguyên đến toàn thế giới. Cảm ơn em rất nhiều. Dạ. Dạ. Rồi bây giờ đó, ở đây em bán cái gì mà mỗi một tháng được tới 10.000 đô la tiền lời? Nhiều nhất là bánh mì. Nhiều nhất là bánh mì. Dạ. Bánh mì ở đây có bao nhiêu loại? Bánh mì ở đây có 9 loại. Chín loại. Cái gì kể được không?
ướt xiên chén là thịt heo miếng với lại phô mai. Tức là sát sướng đó, không phải cái nó là thịt bay canh đó là ba chỉ đó không? Dạ không, thịt là thịt nạc miếng của Tây. Chà, nói mày không biết luôn được còn gì nữa, kể hết tiếng Nói. Thôi, nói tiếng Mali được không? Được, được, được. Dạ, đã ướt xiên chén. Ok. Rồi, trứng luộc. Rồi. Rồi, ông mê tất cả chén. Hả hả. Dạ. Ai chỉ cho em làm cái này? Mình tự sáng lập thôi, tự chế ra. Dạ. Mình coi cái khẩu vị ăn như thế là mình chế ra. Dạ. Hay là mình biết làm gì mình chế lại cái đó để mình biết cái khẩu vị của người bạn xứ ở đây ăn như thế nào là mình làm như thế đó. Rồi làm sao để em mua được cái chỗ này, cái cơ duyên làm em có được cái chỗ cơ sở này? Trên trời có một người bạn nói là cái chỗ này hả, là cái thằng người ngồi quốc nó muốn bán. Yeah. Nếu mà em thích lại tới một con, nếu có duyên là mình mua thôi. Em biết lý do tại sao thằng người có nó bán? Tại vì lúc đó nó là người ngồi quốc mà đàn ông nó đứng bán đây nữa, là cái nó bán nó không đầy đủ được, có thể là những cái thức ăn cho khách hoặc là những món ăn cho khách. Ừ, với hai nữa nó làm không có đầy đủ đồ đạc hình ra hương vị này cho nó. Nói chung là cái khẩu vị nó không có vừa cho những cái bạn xứ ở đây, cho nên nó không bán được đắt. Rồi khi em sang lại thì bán đắt. Dạ. Nó khách luôn. Dạ. À, khi sang là khoảng bao nhiêu? Khoảng 300.000. 300.000 tiền tiền euro tiền Na Uy. Oh, 300.000 tiền Na Uy là có 24.000 tiền Mỹ thôi. 24.000. Dạ. 25.000. Bây giờ nếu người ta sang lại cái này là bao nhiêu? Nếu sang lại hả? 1 triệu. Người ta kêu rồi phải không? Kêu rồi. Mà không bán? Không. 1 triệu đô la, 2 triệu Na Uy? 1 triệu Na Uy. 1 triệu Na Uy là 8... 120 ngàn. Nha. 120 ngàn không bán là phải rồi. Dạ. Tại vì mỗi 1 tháng vừa 10 ngàn, bằng như bán 5 là có lấy vốn là được rồi. Phải không? Rồi. Cái số khách đến ăn đó là những người nào? Những người mà có hãng xưởng ở đây. Đang làm ở hãng xưởng chung quanh ở đây. Như vậy đâu có nhiều đâu. Nhiều người đến ăn không? Dạ nhiều. Nhiều người đến ăn. Rồi những người mà đi trên đường họ gặp họ có ghé không? Có ghé luôn. Rồi có những người ở xa người ta biết người ta ăn quen người ta lại ăn nữa không? Có luôn. Dạ. Yeah. Cách đây cũng khoảng 30 cây số người ta có thể người ta đến đây nhìn cặn một hồi đúng mình. Wow. Dạ. Có chiếc cầu quen không? Tức là có mang đi không? Có. Cũng có nữa. Dạ. Rồi có delivery dân chứ người ta gọi điện thoại mình mang đến không? Wow. Một cái bánh mì mình bán nhiêu? 45 đồng tiền Mỹ là khoảng 5 đồng 5 đô la tiền Mỹ. Dạ. Wow, 5 đô la Mỹ. 6 đô la. Dạ. Mà bánh mì nguội gì đó hả? Chứ mới nóng hả? Dạ, bánh mì nguội. Được, khi người ta ăn cũng nguội gì luôn. Dạ. À, chứ phải giống Việt Nam mình không nóng lại. Dạ. Em ở bên Việt Nam em có làm việc bán không? Dạ có. Em bán cái gì? Mình có bán bánh mì không? Bán cái gì khác. À, bán cái gì khác? Tức là bán trà đá không? Ai trà đá không? Hay là dạ sao? Không. Bán cái gì khác là sao? À, em bán cà phê, giống như một cái tiệm cà phê giải khác vậy đó. Ok. Rồi khi sang là em sang thẳng Na Uy thì có đến quốc gia nào nữa không? Em đến Hồng Kông. Em đến Hồng Kông? Ừ, đến Hồng Kông. Mình chuyển đến Hồng Kông rồi từ Hồng Kông qua Na Uy luôn. Dạ. Rồi, qua Na Uy rồi thì lúc đó là em làm cái gì? Lúc đó là em làm công nhân của trong thời gian đầu tiên, 2 năm đầu tiên là em đi học tiếng Y. Ok. Dạ. Sau đó em xin được việc làm ở bệnh viện. Ok. Em là nurse, là làm ở bệnh viện. Dạ. Rồi. Hay là làm nhân công trong đó thôi? Làm nhân công trong đó. Làm nhân công, lau chùi, quét, dọn, chăm sóc bệnh nhân được không? Chăm sóc bệnh nhân. Được luôn, làm luôn. Rồi, để thời gian bao lâu nữa thì em mới đi gặp làm cái bệnh này? Em làm khoảng 10 năm. Mình có nói là làm 10 năm để dành được 24.000 mua tiệm mình. Đó mình nếu mà có mình cũng để dành đã. Không đủ không? Làm gì không đủ được không? Dạ. Nhưng mà đời sống có thể cao đúng không? Dạ. Ok. Rồi bây giờ đó em làm cái tiệm như vậy rồi em có thời gian để đi lo công việc của chùa không? Hay là từ thiện không? Dạ có chứ, tại vì cái tiệm này mở cửa từ thứ hai tới thứ sáu thôi, theo giờ của công nhân. Rồi thứ bảy thứ nhật mình có thời gian là mình đi làm từ thiện. Ok. Dạ. Rồi sau cái thời giờ từ sáng tới chiều đó em làm cái gì?
về nhà. Dạ. Ngủ. Ngủ thư giãn. Ok. Bây giờ nè, em nói cho anh Dự Thảo biết là từ đầu là cái ổ bánh mì nó như thế nào, rồi làm sao ra được một cái để mình bán ra. Ổ mì đây nó là em đặt của hãng, người ta nhập về đây cho em. Ok. Rồi tôi sau đó là mình để vào tủ đá, xong là mình đem đi nướng. Nướng lại khoảng 12 phút. Bánh mì là ở trong tủ đá trước. Trong tủ đá trước. Rồi tủ đá bên đây mình phải cắt đôi cho nó dài mà. Dạ. À, cắt đôi. Cắt đôi xong rồi cái là mình mới bỏ vào trong tủ nướng 12 phút. Dạ. Để cho nó nóng lên. Dạ. Nó mềm lại rồi, xong rồi mình mới chẻ nó ra. Phải không? Dạ. Rồi trước khi chẻ phải giả cái đầu vỏ nữa cho nó thẳng. Dạ. Đâu nướng xong rồi bắt đầu mình giả cái đầu. À, nướng xong mình giả cái đầu, tay nãy mình bẻ nó bị hỏng là bẹp phải không? Dạ. Giặt đầu xong cái chẻ nó ra. Dạ. Chẻ nó ra xong rồi cái mình mới trét mayonnaise. Dạ. Rồi trét mayonnaise xong rồi cái mình mới để đồ ăn vô. Dạ. Để ăn là để rau cải vô là xong. Bọc. Dạ. Wow. Rồi bây giờ trong này nó gồm có những cái gì? Trứng nè, cái này là trứng này, rồi còn những cái gì nữa? Trứng với mayonnaise với lại salad thôi. Ok. Để muốn tiêu. Rồi ngoài cái bánh mì trứng rồi còn bánh mì khác là bánh mì gì? Út xì chen. Rồi bây giờ ha, bây giờ có cái gì ăn thử nè, để coi cái hương vị như thế nào. Tại vì anh là người Việt Nam, phải không? Anh ăn cái này nó là anh bán cho người Tây phần lớn. Dạ. Để coi coi khẩu vị ăn. Ủa, mình có muối tiêu, mình có để xì dầu ớt gì không? Dạ có, em có muối tiêu sẵn ở trong ổ mì. Rồi theo em thì cái bánh mì nào độc đáo nhất của em mà người Tây thích ăn nhất là? Dạ, hình như trong tủ này món nào người Tây cũng thích hết. Vậy thì dặn cái món nào trước được thử? À, cho anh tự chọn. Anh đâu biết món nào đâu kìa. Để coi, à, có cái này lạ, đây cái này là gì? Cái này là, trong này là tôm nè. Tôm với mayonnaise. Wow. Bây giờ đây là cái chanh này là mình ăn hay mình nặng? Mình nặng chanh lên. Úi chà. Ủa mì. Ô, trong này tôm nha, coi nè, tôm nè. Đẹp nghe không? Ê, lần đầu tiên mới thấy hả, như kỳ ăn bánh mì tôm. Tôm. Có tôm không? Đây nè, có dạ không? À, Na Uy là một trong những quốc gia có cái bờ biển dài ha, nằm bọc biên ở trên phía Bắc Âu nha. Na Uy rồi Thụy Điển rồi Phần Lan rồi mấy Nga, rồi phía dưới cùng là mấy Đan Mạch và Đan Mạch. Như Norway, Sweden, Finland, Russia, rồi phía dưới này mới là Đan Mạch. Cho nên nó chiếm hết cái bờ biển này, thành ra hải sản rất là nhiều luôn. Bởi vì Na Uy là một trong những nước giàu có và đời sống của người dân rất cao. Bây giờ lần đầu tiên được Thảo thấy em có mì tôm nha, cái này về nữ chế nha. Tôm luộc không? Tôm luộc lên. Dạ. Ừ, chà. Rồi bây giờ có muối tiêu không? Có chanh muối tiêu không? Dạ không, nếu anh thích anh cần là em cho. Ủa, rồi người Tây có ăn gì không? Dạ không. Được cà. Được chà. Mình dùng cái bánh mì cứng, mình tự ấy mì cứng nhắc cho không có. Tại ở trong mình để mayonnaise rồi, cho nên nó mềm rồi. Đúng. Được, cứng luôn, cảm biển luôn. Nó có cà, nó có dưa leo, nó có xà lách nè. Được á. Ừ. Các bạn nhà làm thử nha. Đây là con tôm luộc thôi. Em phụ nhé. Dưa leo. Sao lận. Ở trong mayonnaise bánh mì chỉ có vậy thôi. Là mình có thể có bộ bánh mì tôm. Ừ. Anh đào bánh mì tôm tiếng Na Uy cơ bản gì? Trời nó đụng trầm là ghét. Rồi. Rồi bây giờ tôi nói là bánh mì tôm không còn bánh mì gì nữa. Dạ, bánh mì gì? Bánh mì gà. Bánh mì gà thì để gà cho ngồi bình thường. Dạ, không, nó có cái trái salad lên cho người ta ăn mà. Về bánh mì à? Dạ. Chà. Rồi tại sao bánh nhất xuống để lọt để cho đẹp hay sao vậy nè? Dạ. Để cho nó đẹp chứ. Để cho nó đẹp bụng ăn nhất suốt. Dạ. Hay là ăn gian để cao lên cho ít độ. Dạ không dám đâu. Chà. Nhưng mà để ăn gian thì cắn vô bánh mì không nè à? Cắt bỏ cái đoạn đầu đi. Đoạn đầu bánh mì không nè à? Đây. Bỏ ra
này, đúng không? Dạ. Hey. Khoai tây. Dạ. Dạ được gà nướng không? Dạ. Gà, xà lách, đều cũng đi leo. Trời ơi, cái hồi mà mình có muối tiêu vô rồi tốt thì dầu ăn chắc ngon lắm. Ngày đó là mình ăn thôi, cái tay nó mà ngon không? Mình cho muối tiêu vô, xì dầu và ớt vô nha, muối tiêu vô. Tây ăn này, trong này là khoai tây, khoai tây sắc nhỏ nhỏ ha. Rồi cà, gà, ngon quá hả? Nói nha, anh Đào đứng dẫn nha. Dạ. Ăn thì nó có bánh mì, mai me, hương vị đàng hoàng, ăn ra lắm. Ăn được. Nhưng mà ăn nhé. Và tại vì nó thiếu muối tiêu, nó thiếu sợi dầu, nó thiếu ớt. Phải không? Cái chua kiểu Việt Nam mình đó. Dạ, Việt Nam mình ăn như vậy thôi, đi đâu cũng có muối tiêu, sợi dầu, ớt. Nhưng mà đối với người Tây như vậy, tại người Tây ăn rất là mới gọi là fast á. Dạ. Rất là nhẹ nhàng, chứ không phải mà đồ ăn mà của mình vô đầy với xanh lâu rồi. Dạ. Có gì nữa. Nhưng mà có cái bữa này được cái món lạ là bánh mì tôm nha. Rồi. Cái này trứng. Trứng thì đều rồi. Đây là roast beef. Hả? À, cái bánh mì trứng nha. Mới giòn đó. Mới giòn mình thấy mình nói trà sao mà cắt cái trứng mỏng hay quá để dài dài như thế này. Thì mình Việt Nam mình ăn trứng chiên á, là trứng này là chiên ra. Chiên là để nhét, còn này là trứng luộc nha. Cái để vô cái mình, cái trứng đó mình luộc xong, mình để vô cái đồ cắt. Để vô đồ cắt thì mình đè xuống một cái nó thành từng slice, ra từng lát như thế này. Từng lát cái mấy tay mình vút cho nó ảnh là cái nhét vô, một trứng. Xong rồi lấy trứng khác bỏ vô, cái mình đè xuống một cái nữa, nó cắt lên từng slice, lấy tay chà chà cho nó dài ra, nhét vô, vậy là xong. Thấy không? Ở bên này đầu tiên là mình cũng cắt ra, két này nè lên rồi bỏ vô, rồi để thêm cà, để thêm rau, để thêm dưa leo là được. Mà chơi ăn gián này là ta phải đẩy xa xa ăn tiếp nè. Phải không? Bạn ta cắn người cái dính với một gà liền. À, cái này nó khác rồi nha. Khác hơn là cái khác rồi nha. Tại vì cái hột gà nó thơm. Cái hột gà nó bỏ vô mình cái tầm đỏ nó thơm thức à. Các bạn thấy không? Trên đây ở nhà đó các bạn. Bên mình Việt Nam mình đó. Trứng gà đó thay vì chiên nha, luộc ăn cũng được nha. Nó có cách khác nữa. Cho nên thật sự mình lấy ổ bánh mì có thể chế biến đủ kiểu hết. Tùy theo cái khẩu vị, tùy theo cái sở thích của mình. Tùy món khác nữa nè. Món gì nữa nè? Cái con cái bạn đâm. Roast beef. Đây cái thịt này là sắc miếng bự hồi hồi em. Ấy xin chị nói là cái nào? Này. Ừ, cái này là cái gì? Cà phê mà đe. Cà phê mà đe. Cà phê mà đe, không biết luôn. Là bánh mì thịt bò phải không? Dạ. Wow, thịt bò này đó. Thịt bò là chiên nguyên miếng nha. Xong để xuống hang cho nó nóng lên. Bắt đầu lát, lát là không phải lát mỏng nha. Sắc miếng là xéo gì. Xong rồi bánh mì gì trẻ ra xong rồi để vô. Ở dưới có gì? Ở dưới có hành thơm. Dạ. Hay quá hành cả. Ôi da, có bí cầu nữa nè. Tức là dưa chua, dưa leo chua. Ừ. À. Ủa mày nó bơ nữa. Cái bơ nữa bơ, đúng. Anh không khoái, ăn cái đầu nó bị bánh mì. Cắt bỏ cái đầu ăn nó xuống. Bỏ ăn từ đây nè. Mình phải có miếng ớt nữa. Không, nó không được. Tại cái này là cái khẩu vị của cái người Na Uy Nhật Bản. Người Âu Châu Nhật ăn nó khác Việt Nam mình nhiều. Trừ trường hợp những người Âu Châu mà có vợ Việt Nam hay có vợ người Á Châu, người ta hội nhập vào cái đời sống của người Việt Nam thì người ta ăn khác, giống như mình.
còn cái người người ông Châu Tùng Tiến họ ăn lạc hơn nhiều lắm. Thật bọn không có phải nên đến từ Việt Nam mình đâu, gặp mình là đường duy tư đỡ của mình không có, mới đạt lẽ hơn nhiều. Rồi bao cái món là mình chưa ăn. Dạ, cái đây cái món cũng là trứng chiên, hồi nãy trứng luộc. À, mình cầm. À, cái món này tiếng Na Uy gọi là gì? À, omelette bacon. Ô, oh, cái này nghe dễ à, omelette. Bacon. Omelette au bacon tức là trứng chiên omelette, tức là omelette và cái bacon tức là cái thịt ba rọi chiên. À, cái ổ này nói là dễ đó, omelette au bacon. Tức là trong này có trứng chiên. À, nóng hổi đây, cái này mới nóng nè, là giờ cái trứng chiên bỏ vô nè, đó bacon ở trên nè, bacon trứng chiên. Có mì giòn không? Chưa. Thấy là cái gì rồi? Nó mì thơm. Ngon quá. Được, ngon quá. Được. Không có bận đang làm không? Dạ không. Có một điều khi đến đây á, ăn ổ mì rồi mới có cái suy nghĩ như thế này. Cũng là bánh mì. Hầu như người Việt Nam mình có tâm huyết miễn bánh mì là làm kiểu bánh mì Việt Nam để bán. Tại sao mình không nghĩ ra như ở đây làm bánh mì, vấn đề bán cho ai thì mình làm theo kiểu bánh mì để đáp ứng được cái khẩu vị của người đó. Nếu làm bánh mì bán cho người Việt thì làm kiểu Việt Nam, nếu làm bánh mì bán cho Tây làm theo kiểu Tây, bán bánh mì cho người Mỹ làm theo kiểu Mỹ, thì như vậy nó mới đáp ứng được cái nhu cầu của người tiêu dùng. Có một điều là không phải cái hàng quán nào cũng giống như hàng quán ở nơi này. Tại vì mình bán đó là mình phải bán từ sáng tới tối, bán luôn cả thứ bảy chủ nhật, nhất là ngày cuối tuần người ta đi chơi ăn. Còn cái chỗ này nó đặc biệt là nghỉ cuối tuần, là tại vì bán theo nhân công. Điều đó cho thấy rằng cái nơi mở cửa nó còn tùy thuộc vào cái sinh hoạt của tại địa phương đó. Ví dụ ở đây nhân công ta làm việc từ sáng cho tới chiều nghỉ, thì bây giờ tối mình bán cho ai bây giờ? Tại đây là khu công nghiệp mà, thấy không? Nó gọi là thiên thời địa lợi nhân hòa. Mình phải biết cái địa điểm đó người ta sống như thế nào, dân cư ra sao, rồi mình biết là người ta thích ăn cái gì, mình làm theo đúng ý người ta, rồi biết cần cù nhẫn nại và sáng tạo với mình thì do gì không có cái cơ hội để làm ăn. Qua cái hình ảnh một cái quán nhỏ ngày hôm nay, qua hình ảnh của chị Anh Đào, qua hình ảnh của ổ bánh mì làm cho người Na Uy ăn, từ đó mình mới thấy được rằng cái cơ hội làm ăn còn nhiều lắm ở khắp nơi hết. Đừng có thấy người ta đã mở hàng quán phở rồi mình phải chạy đi mở phở, mình đừng có thấy người ta mở bán cơm tấm mình chạy theo mở cơm tấm, đừng có thấy người ta làm cái kiểu thức ăn như năm cái làm lại. Hãy tìm một cái nơi nào đó mà người ta chưa có làm loại thức ăn đó, tìm cái nơi nào đó mà cái nhu cầu ăn uống theo đúng cái yêu cầu của cái con người ở nơi đó để mình đáp ứng được, thì cái cơ hội làm ăn vẫn còn, không riêng tại Na Uy này, bất cứ nơi nào trên thế giới này các bạn. Và bên cạnh đó đặc biệt nữa, làm ăn thành công rồi còn phải gửi nơi đó một tấm lòng của người làm ăn thành công bằng cách là làm những công việc từ thiện hay là giúp cho những cái nơi nào cần có những cái tịnh tài để phát triển, nhất là cái văn hóa và giáo dục cũng như tôn giáo của người Việt Nam ở tại hải ngoại. Cảm ơn anh Đào và hy vọng rằng mình còn gặp nhau nữa. À, nói được mới nhớ, tháng 11 này, bây giờ là tháng 8 không? Dạ. Tháng 11 này, vào cuối tháng 11, Việt Thảo sẽ có mặt trở lại tại Na Uy để trong những chương trình niềm vui hội ngộ, để Việt Thảo cùng với anh em gặp nhau, chúng ta đến có những chương trình tại chùa, ở tại chùa Đông Hậu nha, rồi ở tại Oslo, ở tại miền Nam của Na Uy nữa, phải không? Yes. Miền Nam ở đâu? Ở Stavanger. Yes, ở nơi đó chúng ta sẽ cùng gặp nhau, cùng ca, hát, vui, chơi, ăn uống thoải mái sau những giờ làm việc mệt nhọc, và tất cả số tiền có được bên mình tính vào công việc từ thiện và cho chùa. Nhưng các bạn nhớ nha, cuối tháng 11 mình sẽ gặp nhau nữa trong những cái show tại La Uy. Yeah. Cảm ơn em đã gửi anh Đào.